Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin tức Dân trí. Vụ khách thương gia sàm sỡ trên máy bay phạt một nhân viên an ninh. Liên quan tới vụ khách thương gia Vũ Anh Cường sàm sỡ trên máy bay, nhà chức trách hàng không vừa xử phạt một nhân viên an ninh cơ động 2 triệu đồng vì thực hiện nhiệm vụ không đúng quy trình. Theo nhà chức trách, vào hôm ngày 26 tháng 7, khi ông Vũ Anh Cường có hành vi sàm sỡ trên chuyến bay VN253 của Vietnam Airlines đang chuẩn bị khởi hành từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh, tổ bay đã từ chối vận chuyển và bàn giao hành khách cho sân bay. Trung tâm an ninh sân bay Nội Bài cũng đã bàn giao nhiệm vụ cho một nhân viên thuộc đội an ninh cơ động phối hợp xử lý, giám sát hành khách Vũ Anh Cường. Tuy nhiên, nam thanh niên an ninh này và nhân viên phục vụ dịch vụ hành khách tự ý thống nhất phương án đưa hành khách quay lại nhà ga khi chưa có mặt và chưa có ý kiến của cảng vụ hàng không miền Bắc. Căn cứ vào mức độ vi phạm theo quy trình xử lý vụ việc nói trên, nhà chức trách đã không xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với nhân viên an ninh cơ động. Như đã đưa tin, khách Vũ Anh Cường có hành vi sàm sỡ nữ hành khách ngồi trên khoang trên và tiếp viên trưởng trong quá trình chuyến bay của VN253 của Vietnam Airlines khởi hành từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ tại khoản 5, điều 26, nghị định 162 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, cảng hàng không miền Bắc quyết định xử phạt 10 triệu đồng mức tối đa. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin tức Dân trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Huấn Hoa Hồng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin tức Dân trí. Huấn Hoa Hồng, cái tên được cộng đồng mạng biết đến qua những hình ảnh khoe của, đã bị công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc.